Phút bù thứ 5 của hiệp 2, khi bị dẫn trước 2-3 và đang nỗ lực tổ chức tấn công để giật lại một điểm, Juventus được hưởng quả đá phạt ở gần điểm phạt góc bên phần sân nhà. Thủ thành Wojciech Szczesny thực hiện, truyền lên cho Gatti đang đứng bên ngoài cấm địa. Dưới sức ép của cầu thủ Sassuolo, hậu vệ sinh năm 1998 truyền về một chạm, đưa thẳng vào khung thành trống của đội nhà trong khi đồng đội Szczesny chưa kịp lui về. Bàn phản lưới đã giúp Sassuolo nâng tỷ số lên 4-2, đồng thời dập tắt hy vọng kiếm điểm cũng như cơ hội vươn lên dẫn đầu của Juventus. Hiện, họ hiện xếp thứ tư với 10 điểm sau 5 trận, kém đội đầu bảng Inter 2 điểm và chơi nhiều hơn một trận. Trong khi đó, sau chiến thắng quý giá, Sassuolo nhảy từ vị trí 17 lên 11. Trước bàn phản lưới của Gatti, hai đội đã có cuộc rượt đuổi hấp dẫn. Juventus kiểm soát bóng 57%, nhưng Sassuolo dứt điểm 14 lần, hơn đối thủ 2 lần. Đội chủ nhà cũng gây ấn tượng với 3 lần vượt lên dẫn trước, trong khi đội khách chỉ gỡ được 2 lần. Sassuolo mở tỷ số ngay phút 12. Amon Lloriente sút xoáy từ ngoài vòng cấm, khiến bóng bật tay thủ môn Szczesny nảy xuống đất rồi đi vào khung thành. 9 phút sau đó, Juventus đáp trả. Sau quả tạt của Federico Chiesa, dưới sức ép lao vào dứt điểm của Weston McKennie, Matthias Vina phản lưới gỡ hòa cho đội khách. Juventus sớm đưa trận đấu về thế cân bằng, nhưng Sassuolo vẫn chơi linh hoạt hơn. Đội chủ nhà di chuyển nhanh, chuyền bóng biến hóa, và từ đó dứt điểm nhiều hơn về phía khung thành Szczesny. Phút 41, sau đường chuyền vào trung lộ của Matthias Henrich, Domenico Berardi cứa lòng chân trái nâng tỷ số lên 2-1 cho Sassuolo. Đây là bàn thứ 116 của Berardi sau 300 trận tại Serie A. Nhà vô địch Euro 2021 làm nên cả hai thống kê này với Sassuolo, đồng thời nâng kỷ lục lập công cho câu lạc bộ lên 136 bàn trên mọi đấu trường. Sau giờ nghỉ, Juventus cải thiện khả năng tấn công. Phút 78, Chiesa gỡ hòa 2-2 cho đội khách khi sút bóng đập chân hậu vệ đối phương đi vào góc gần. Trước đó 14 phút, họ có thể đã gỡ hòa sớm hơn nếu Dusan Vlahovic không sút chạch cột trong thế đối mặt thủ môn Krasnow. Tuy nhiên, trong một ngày xấu trời, những nỗ lực tuyến trên của Juventus không bù đắp nổi cho những sai lầm tuyến dưới. 4 phút sau bàn gỡ của Chiesa, Szczesny một lần nữa phạm sai lầm khi đấm bóng bất cẩn từ cú sút xa của Lloriente, tạo điều kiện cho Andrea Pinamonti đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2. Và đến phút 90+5, thủ môn người Ba Lan vô tình kiến tạo cho Gatti phản lưới dâng chiến thắng cho đội chủ nhà. Trong trận cùng vòng, Milan thắng Verona bằng bàn duy nhất của Rafael Leao. Tiền đạo cánh người Bồ Đào Nha sút chéo góc lập công sau pha phản công ngay phút thứ 8. Chiến thắng tối thiểu giúp Milan tạm quên trận thua Inter 1-5 ở vòng trước và trận hòa Newcastle 0-0 ở vòng bảng Champions League. Milan hiện xếp thứ 2 Serie A với 12 điểm sau 5 trận, bằng điểm Inter nhưng chơi nhiều hơn một trận.